Người thứ ba. Cái mình gõ cửa, cửa phòng có hai chồng, ảnh mở cửa ra thì mình thấy ảnh không bận đồ, con kia cũng không bận đồ. Cái mình mới dùng cái điện thoại để mình chụp hình nó, quay phim nó để mình nói bên má chồng cho má chồng tin tưởng để mình nói không có miệng. Thì ảnh quất cái điện thoại mình cứ bóp về vô quýnh mình tới tấp luôn, chỉ với mặt mình câu nè: mày ngon ha, cho mày chết đói mày luôn. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người thứ ba, 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Chúng ta không bao giờ lỡ hẹn với nhau, đúng không ạ? Và dĩ nhiên rồi, mỗi một lần xem chương trình thì mọi người cũng đã để lại rất là nhiều cảm xúc. Bực bội có, chia sẻ có, khó hiểu có, thậm chí cọc và quạo với MC luôn ha. Tất cả những cái ân tình đó dĩ nhiên là chúng tôi đều rất là lắng nghe, ghi nhận để có thể chỉnh sửa và làm cho chương trình ngày càng tốt hơn. Và đặc biệt một điều đó là chia sẻ nhiều hơn với chúng ta những cái câu chuyện mà ở đó chúng ta sẽ thông qua nó để rút kinh nghiệm cho cuộc sống của riêng mình. Nếu như là khán giả quen thuộc của chương trình, chắc chắn chúng ta cũng sẽ tự hình dung được rằng kiểu gì thì kiểu tối thứ ba chúng ta sẽ được nghe những cái câu chuyện mà ở đó một người thứ ba đã xuất hiện trong cuộc hôn nhân của người khác như thế nào, hoặc là một người trong một cuộc hôn nhân đã rời bỏ hôn nhân của mình để đi tìm kiếm người thứ ba ra sao, hoặc là vì số trời, vì duyên phận, vì sự cay nghiệt của số phận mà đôi khi chúng ta lại trở thành người thứ ba trong một cái mối quan hệ khác. Kiểu gì thì cũng sẽ là những cái câu chuyện như vậy. Nhưng dĩ nhiên hình hài câu chuyện như thế nào thì chúng ta chỉ có thể biết được khi gặp nhân vật khách mời mà thôi. Như vậy ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp khách mời quý vị nha. Chào chị. Dạ xin chào. Dạ. Em năm nay là 38 tuổi. Em đến từ Bến Tre. Chuyện của em là em bị người thứ ba. Mối quan hệ đó là mối quan hệ hôn nhân. Dạ vâng. Rồi như vậy thì quay trở lại điểm đầu của cuộc hôn nhân đi. Mình kết hôn năm đó là mình bao nhiêu tuổi và cái cơ duyên mà mình gặp chồng mình á là như thế nào? Năm đó là em 26 tuổi. Công việc của em là diễn viên múa. Gặp ông chồng em á thì ổng đi coi ca nhạc. Thì lúc đó là em đi diễn xong thì hai đứa cùng về. Về và ảnh cua. Mà chồng của em thì lớn em tới 17 tuổi lận. Yeah. Mà lúc đó là chồng em là Việt Kiều nữa. Ở cái thời đó là Việt Kiều rất là hot á. Tính cách của chồng em á thì rất là giản dị, nhìn vô không giống Việt Kiều đâu. Mà ảnh cứ chạy theo, ảnh nói cái câu hài mà em nhớ hoài: Em chịu là anh làm vợ không? Còn... Ủa là vì sao? Vì ảnh đánh giá mình nam tính quá mà ảnh hỏi mình là chịu lấy ảnh làm vợ không? Hay như thế nào? Bởi vì rất ngạc nhiên, tại vì chạy trên đường chạy mà cua theo. Đó mình cũng là sinh viên nữa, cũng chưa có biết yêu ai là bao giờ. Thì mình nghĩ thôi ok, mình quen thử đi như thế nào. Có nghĩa là lần đầu tiên gặp nhau là gặp nhau trên đường. Gặp nhau trên đường. Đi diễn thì thường là nó sẽ khuya. Dạ đúng rồi. Vậy thì trên đường đi nửa đêm tự nhiên có một cái người chạy theo như vậy, tại sao mình không bật cái chế độ đề phòng mà mình lại bật một cái chế độ là chân ái của đời mình đây rồi? Đó là diễn lúc đó cũng khoảng 9 giờ mấy 10 giờ, cũng còn sớm, đường rất là đông. Lúc đó cũng không biết ảnh là người Việt Kiều. Rồi ảnh về ảnh điện thoại nói chuyện. Nói chuyện lúc đó ảnh cũng chưa có nói ảnh là người Việt Kiều, nhưng mà cái nói chuyện rất là hài hước và từ tốn nữa. Cái sau đó nói chuyện được một tháng trời thì ảnh nói là ảnh bay về nước, ảnh nói là ảnh Việt Kiều. Lúc đó mới ngỡ ngàng thôi à. Rồi vẫn liên lạc suốt 2 năm trời. Quen 2 năm trời, ảnh cũng ba Việt Nam quay tới bay lui. Từ đó là suy nghĩ lắm 2 năm trời mà thấy tính tình cũng được. Và khi mà hồi xưa mình nghe cái câu nói là mình lấy chồng mà lấy chồng người lớn tuổi hay là người xấu để cho mình được yêu chiều, yêu thương và mình khỏi ghen. Lúc đó là em cũng đâu có đẹp đâu, em cũng suy nghĩ mình nên lấy chồng xấu, chồng già nữa, sau này mình khỏi sợ ghen chồng hay là cái này nọ. Khoan, như vậy thì bây giờ trả lời một cách rõ ràng là mình cưới ảnh là vì những cái yếu tố nó quá thuận lợi tại thời điểm đó, ví dụ như là một cái mác Việt Kiều nè, rồi mình cũng muốn lấy chồng lớn tuổi hơn nè, để mình được yên thân. Đúng. Vậy còn cái hàm lượng tình yêu thì nó nhiều không, và nó đủ lớn để nó bước vào một cuộc hôn nhân không? Không, tại lúc đó mình suy nghĩ lúc đó mình chỉ là thích ảnh thôi. Do là thứ nhất á, cũng lúc đó cũng ham cái mác Việt Kiều. Rồi quen ảnh hả? Chưa gì quen là ảnh quất cho mình 2 chiếc xe Alac. Mà cái thời Alac đó là đại gia mới có tiền mua. Lúc đó con gái mà thấy mà vật chất cũng choáng ngợp. Và mình cũng suy nghĩ kỹ là lấy cái anh Việt Kiều này ngon nè, vừa ga lăng nè, vừa chiều chuộng mình nè. Thì thấy cuộc đời của mình lấy người này chắc mình sẽ ok, nên mình không có trường chọn lựa. Rồi ngày qua ngày quen 2 năm thì ảnh thấy đối xử tốt với mình. Lúc đó mình có tình cảm. Rồi cứ thôi. Dạ. Bạn rất thẳng thắn khi bày tỏ rằng là cuộc hôn nhân đó nó không phải là cái câu chuyện mà người ta vẫn hay nói với nhau một cách rất là đẹp đẽ, về những cái giá trị mà ai cũng cảm thấy là mình là người tử tế. Ok, rất rõ ràng. Tôi thấy tôi an toàn. An toàn từ vị thế, độ tuổi cho đến vật chất. Rồi, vậy thì cưới nhau thì cuộc sống của hai người bắt đầu như thế nào? Nói chung là người chồng của mình thì cũng rất là ok. Về nhà là ảnh dọn dẹp nhà cửa từ A tới Z, để con ra là ảnh lo giống như sống tại Việt Nam. Tại vì khi mà cưới mình về thì ảnh sẽ ở Việt Nam 3 tháng đi và 3 tháng ở. Nói chung ảnh ok lắm, tại vì người đàn ông mà chu toàn luôn, tức nghĩa là dọn dẹp nhà cửa, trông con, là tức nghĩa người phụ nữ nào cũng là thích. Thì sau 2 năm á, mình phát hiện ảnh có một cái bệnh. Cái bệnh đó là cái bệnh quan tưởng. Có nghĩa là khi ảnh mà coi phim mà ngoại tình thì ảnh sẽ tưởng tượng là mình ngoại tình giống như bộ phim đó. Giống như là ảnh sẽ tra tấn cái tinh thần mình, rồi nó làm cho mình điên đầu luôn. Nếu như đó là một bệnh hoang tưởng mà được tác động bởi một cái thông tin bên ngoài, thì tại sao 2 năm bạn mới phát hiện? Cũng phát hiện mà lúc đó 2 năm đó là chỉ là nhẹ thôi, không có ghen dữ ghen bóng. Càng ngày càng sống chung thì càng nặng, càng làm lố mình luôn. Đến nỗi mà khi mà cái lố nhất là ảnh đọc cái câu chuyện mà cháu ngoại tình với gì, mà gặp ngay thằng cháu á, là con của người chị thứ hai. Lúc đó bé mới chỉ có 10 tuổi thôi. Vậy mà ghen với mình, với đứa cháu nữa. Mà nói mình thậm tệ, nói mình là ban đi mình quan hệ với cháu này nọ, giống như tra tấn mình vậy đó. Mà mình á, thì không dám kể cho gia đình ha, không dám kể cho bạn bè. Lúc đó là giống như là mà mỗi ai lại liêu tra tấn như vậy. Lúc đó bạn đã sinh con chưa? Sinh, lúc đó là 2 đứa. Anh bắt đầu thể hiện cái bệnh của anh là từ sau 2 năm hôn nhân. Đúng rồi. Và nó kéo dài cho đến sau đó nữa. Đúng. Vậy thì bạn đã chịu đựng cái khoảng thời gian đó như thế nào? Nó giống như là địa ngục vậy đó. Thì đi với ảnh nội, mình uống cà phê thôi mà người lạ về mình thôi, là một hồi về có chuyện giống như là mình với người đàn ông đó là cái chuyện. Còn khi mà qua Mỹ rồi á, đi đâu á, điện thoại mà bắt phải điện thoại phải có thấy mặt nha. Nghe cái tiếng đàn ông nào mà ở ngoại vô hỏi thằng đó là thằng nào, phải bắt quay cái mặt thằng đó, rồi thằng đó ở đâu. Đến nỗi mình không hề biết người đó là ai nữa. Mà ảnh có 2 bộ mặt trước mọi người á, làm giống như là một người đàn ông tốt, thương vợ thương con. Nhưng mà đằng sau đó thì đã nghiến mình giống y chang như mình là một tội đồ vậy. Tại sao lúc đó mình không nghĩ đến câu chuyện mình cần được giải thoát mà mình phải đợi đến 5 năm? Có, lúc đó là 2 năm đó là muốn ly hôn rồi. Nhưng mà mẹ cản, mẹ nói là con còn nhỏ. Thì hồi xưa mẹ bị cha cũng có vợ nhỏ, một mình nuôi con. Hiểu được cái cảm giác mà người mẹ nuôi con rất là cực khổ. Nên mẹ không có muốn là mình sẽ giống như mẹ phải nuôi con như vậy. Mà chồng mình nó trước mặt ba mẹ mình giống như là một chàng rể tốt, chàng trẻ quý, thương vợ, chứ không thể hiện ra một người đàn ông tội như vậy đâu. Chỉ trước mặt mình như vậy thôi. Thì mẹ cứ nghĩ là chồng mình tốt không mà. Thì cái khuyên mình là không nên bỏ. Mà mẹ đã khóc. Mình thấy mẹ khóc là không muốn mẹ bị tổn thương. Thì ra mình gán cầm cự được 5 năm. Cái ngày đó mình rước ảnh về nước. Mà cái đêm đó thì ảnh xin phép mình đi nhậu với bạn bè. Mà sống với nhau là 5 năm trời. Thì mình biết cái tánh ảnh là đi đâu ảnh cũng đều bắt mình đi theo. Mình không biết nhậu cũng bắt mình ngồi đó. Lần này về là xin phép đi mà không có mình. Thì mình biết cái dấu hiệu đó là có gậy nhí. Mà sống với nhau 5 năm á, là quyền riêng tư, là điện thoại là không bao giờ mà mình mà coi này cái nọ. Anh ỷ lại, mình đã thấy dấu hiệu rồi. Mình mở ra tin nhắn thấy số của Việt Nam. Em nhớ ông xã quá trời. Thì mình mới nghĩ là chắc chồng mình ham vui, ăn giống như là ăn cháo trả tiền vậy thôi. Về Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu là đi đâu phải sửa soạn. Mình mới nói ảnh là bây giờ anh quen ai, anh quen con đó như thế nào, được thì em anh ly dị đi, em cho anh cưới người đó. Giờ mình cũng muốn như là giải thoát mình cho nó khỏe nữa. Mà sống nhau 5 năm á, là càng ngày kinh tế là càng hẹp. Ảnh không có gửi tiền cho mình thường xuyên nữa. Lúc đó con còn nhỏ, lúc đó bé thì có 1 tuổi mấy, còn bé kia thì 3 tuổi mấy. Mà lúc ảnh về thì ảnh bắt mình nghỉ làm. Thực ra ảnh có kế hoạch để đón ba mẹ con qua bên đấy không? Tức nghĩa là về vẫn làm giấy tờ, nhưng mà một cái điều là ba mẹ chồng đều cứ hối thúc mình đi. Nhưng mà sau này mình bất ngờ một cái là làm cho đã mà qua bệnh ảnh không hề nộp. Ảnh không muốn mình đi mà ảnh giấu mình và giấu bên gia đình chồng. Sau này mới phát hiện điều đó. Mình nói ủa sao mấy bạn đi sao mà người ta đi hết, mà nay mình 5 năm trời mà chưa có. Nói đẻ không ra phải kê khai là cái mới, phải đẻ thứ hai kê khai cái mới. Mình cũng tin tưởng đó, mình khờ lắm. Khi mà lần chuyến sau mà ảnh về thì thấy càng ngày là lợt lạc với mình nè, sửa soạn hơn, và đặc biệt là không có tiền nữa nha. Về là mình còn phải nuôi ngược lại nữa, mà mình đâu có tiền. Gia mẹ thấy con nó khổ thì cứ lấy cho mấy chục triệu cho. Khi mà mình có tiền rồi chồng mình mới là diễn cớ là cãi lộn. Mà lúc đó là quê mình ở Bến Tre. Khi mà có nhà thì có ở Sài Gòn, thì Có Sài Gòn có nhà của nhà ba chồng, có một mình ba chồng thôi, còn mẹ chồng với mấy em chồng thì bên bển hết. Thì ảnh cãi lộn để mà ảnh đi lên cái con ghệ đó, thì mình cứ nghĩ là thôi ông đi cho nó khỏe, cho mình khỏi nhức đầu, mình cứ tư tưởng vậy thôi, chứ không nghĩ là sẽ có ghệ với con nhỏ đó mà dài lâu. Cái sau này mình phát hiện á, con bé đó thì mình mới hỏi bây giờ sao, ảnh mới nói là ảnh quen nhỏ chơi thôi, mới có 15 16 tuổi bán cà phê gì đó, mà hồi xưa là mình cài cái số điện thoại là có cuộc gọi nhỡ của lịch sử, mình đâu cần phải nghe lén, khi mình mở cái mật khẩu mình lên là anh gọi số nào, thời gian nào là biết liền. Đó mà anh ta lúc ở gần mình á thì không hề gọi nha, lúc mình đi chợ á là điện con bé đó có một số thôi, lần đi về điện là mình mở ra mình biết liền, nhưng mình giả nay mình không hề biết vậy đó. Cái bắt đầu mình mới là dùng cái số đó mình điện thoại cái con bé đó, nói nè bé ơi, bé quen với chồng chị đúng không, cũng còn giả nay, nói giọng giống như là còn hơn là mình. À, em không muốn chồng chị bỏ chị đâu, nói chuyện giống y chang như là thế vị hơn mình như vậy đó. À, em kêu ảnh rồi á, chia tay mà ảnh không chịu, chồng chị nói không có chịu bỏ chị mà cũng muốn quen em vậy đó. Em mới nói là em nghĩ đi, nếu mà chồng chị thương em thiệt á thì tại sao không bỏ chị lấy em, mà đâu phải em là một người đầu tiên đâu, ảnh cạo qua ảnh quen tới 101 con, không chỉ ở đây bên Mỹ nữa, nên thành ra em phải sáng suốt lên đi, chứ đừng có thấy mà như vậy là ảnh cho vật chất như vậy mà em mê. Nếu mà không mê em mà tại sao không bỏ vợ mà lấy em phải suy nghĩ điều đó. Còn nếu em cần bao nhiêu tiền chị sẽ cho em nha. Cái nói thôi em không muốn ảnh bỏ vợ con đâu, thôi để em chia tay ảnh, nói chuyện giống như nói chuyện ngang á đó. Thì mình cũng tưởng đâu là chia tay. Chồng mình cũng hứa là cũng bỏ nhỏ đó, những lúc mà không có mình là mình thấy cuộc gọi vẫn bình thường. Thì mình lúc đó nghĩ là thôi, đàn ông mà kiếm tiền được thì mình cũng phải thông cảm để cho người chồng mình có thể giải quyết sinh lý hay cái này nọ. Lúc đó mình nghĩ là chồng ăn cháo bỏ tiền là bình thường. Vậy thì trong cái thời gian đó, cái quan hệ vợ chồng, cái tình cảm mặn nồng ân ái nó còn bình thường giữa bạn với chồng bạn không? Vẫn bình thường luôn, thành ra là mình mới không phát hiện. Nếu như mà mình đã quá mệt mỏi với cái sự tấn công của chồng, cái cô kia thì cổ cũng nói là ảnh cứ dần dai không chịu chia tay. Mình cũng phát hiện là chồng mình cũng không chia tay người ta. Vậy thì tại sao mình không tác hợp luôn cho hai người đó để mình thực sự ly hôn? Tại thời điểm đó mình còn tính cái gì? Không, tại lúc đó là chỉ là nghi ngờ, chưa gọi là chắc chắn. Mà anh ta chỉ nói là chỉ quen chơi thôi, chưa có quả quyết. Rồi lúc đó là khoảng về Việt Nam đó là 2 tháng mấy rồi. Mình nhớ có một lần á là mùng 1 Tết, nhớ mãi trong cuộc đời. Ảnh ở trên Sài Gòn rồi, ảnh nói là ảnh sẽ lên lo ba, tại vì ảnh là con trai trưởng mà về nước mà không chăm sóc ba thì mấy đứa em sẽ trách này nhỏ không biết quan tâm ba. Thì mình nghe cũng có lý. Rồi cái mùng 1 Tết đó là mình có một người dì cũng bên Mỹ á, ở Việt Nam mà trở về nước thì mình sẽ đưa dì của mình đi về qua bên Mỹ luôn, đưa ra sân bay sẵn tiện ghé thăm chồng. Mà bình thường mình đi Sài Gòn á là mình hay báo hôm nay em lên nha anh, thì ảnh đã chuẩn bị, mình đâu có nghĩ lại điều đó. Mà kỳ này là muốn tạo bất ngờ cho ảnh. Khi mình về là mình thấy có một đôi dép lạ của nữ là mình biết ngay ha, mình biết ngay. Cái mình gõ cửa thì là cửa phòng của hai chồng, ảnh cái tưởng là ba chồng của mình không à. Cái hỏi ba hả ba, mình cũng im lặng mình gõ cửa. Cái ảnh cũng tưởng là ba, ảnh mở cửa ra thì mình thấy ảnh không bận đồ, con kia cũng không bận đồ ha. Cái mình xông vô cái hỏi chuyện này sao, ảnh nói không có chuyện gì hết trơn á, chỉ là bạn bè thôi, em đừng có hiểu lầm này nọ. Đấy, ủa không hiểu lầm, hai người không có bận đồ hết trơn. Mà anh nói không hiểu lầm á, phòng á thì nhà 3 tầng lầu, nhiều phòng, thiếu gì phòng không ngủ mà ngủ hai vợ chồng. Còn nếu như anh nói là không có phòng ngủ, trước nhà mình á, khách sạn nhiều lắm, tại sao không ngủ phòng đó, anh giải thích làm sao ha. Còn em xoay qua em nói là còn cô nữa, cô nói cô làm sao, cô bỏ chồng tôi, mà tại sao giờ cô còn nằm trong với chồng tôi. Mà lúc đó là em quá bị sốc, nghĩ là chơi gái thì ra ngoài khách sạn chứ không nghĩ là dám đưa vô nhà mình để hàng xóm tại dòm ngó. Không nghĩ thì điều đó, mà không nghĩ nhà mình có ba chồng nữa, mà ba chồng mình tại sao cho gái vô nữa, mà ba chồng mình rất là hiền, ổng hiền, thật là hiền. Đó, cái mình mới dùng cái điện thoại để mình chụp hình nó, quay phim nó để mình nói bên má chồng cho má chồng tin tưởng, để mình nói không cái miệng. Thì ổng quất cái điện thoại mình cứ bóp về vô một quýnh mình tới tấp luôn, lúc đó mình bị sốc lắm. Sống 5 năm trời chưa hờ quýnh mình bao giờ, vì một gái mà quýnh, mà lúc đó quýnh ha, mình không biết luôn á. Ôm cái đầu mà lúc đó mình vừa tức mà mình không biết là quýnh mình như thế nào luôn. Khi mà con nhỏ đó chạy ra, mà lúc đó là khuya rồi, 11 mười mấy giờ, 2 giờ khuya, thì ảnh chạy theo em cản đó là em không có đi đâu hết trơn, nói với con bồ nhí á, sáng em hãy đi. Cái đầu con nhỏ vẫn chạy xuống, chạy đi ra ngoài đâu không biết nữa, chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ thì anh ta quay lại xỉ dưới mặt tôi, nói là mày liệu hồn nha, mày đừng có quậy nha mày, rồi biến đi tới sáng luôn. Lúc đó là bạn hiểu cái cảm giác mà bồng hai đứa nhỏ lên mà chồng mình đối xử mình như vậy. Mà lúc đó hả, quýnh mình á, mình không hề biết đau. Nhưng mà cái đêm đó, sau cái đêm đó bình tĩnh lại, lúc đó là mình nó đau nhất mà mình không biết quýnh mình như thế nào. Cái cảm giác lúc đó mình không thể diễn tả được. Phản ứng của ba chồng sau cái cuộc ẩu đả của hai vợ chồng bạn là gì? Ba chồng mình thì biết cái tánh chồng mình đó giờ ba bướm ổng đã quen rồi, có điều ổng giấu mình thôi. Đó, thì ổng xức thuốc cho mình, nói cái thằng này nó tệ bạc như vậy đó, thì an ủi mình thôi. Vậy thì tại sao không nhân lúc đó mình ly hôn luôn? Đó, từ lúc đó là mình sẽ ly hôn. Mà anh ta lúc đó ha, mình mới điện thoại với gia đình. Tại cái gì là mình cũng giấu không có nói biết. Thì gia đình cứ tưởng là càng dễ tốt. Mình vừa nói là mẹ ơi, ảnh quýnh kho, ảnh có ghẹ nhỏ, là tích tóc đêm khuya là thuê xe lên liền, điện thoại không bắt máy ha. Anh ta trốn biệt tâm một tuần lễ luôn. Sau một tuần lễ đó anh ta trở về nhà, anh ta làm như vô tội. Anh ta đổ thừa nói là em ghen tuông này nọ, chỉ là bạn bè thôi, tại ghen tuông này nọ. Anh ta thề thốt trước trên bàn thờ là không có ghệ, không có gì trơn nha. Lại nói là em đổ thừa, đổ quan. Thì ý mẹ hỏi như thế nào thì em mới nói là con không thể sống chung được. Ví dụ như người chồng đó có tệ bạc như thế nào còn chấp nhận, còn người chồng vũ phu đó là không bao giờ. Đánh một lần được sẽ đánh lần hai. Thì mẹ tôn trọng mới nói bây giờ mẹ quyết định tôn trọng ý của con. Con không muốn thì mẹ sẽ chịu theo ý con thôi. Và sau lưng á, là ba mẹ mình đi thì ổng chỉ với mặt mình câu nè, mày ngon ha, mày bỏ tao cho mày chết đói mày luôn. Mà không ngờ làm thiệt nha, không hề cấp dưỡng. Mà lúc đó là bạn nghĩ cảm giác nè, mình không việc làm, con còn nhỏ, sữa tả nó liên tục, nó giống như là mình bị khủng hoảng. Thế thì sau bao nhiêu lâu của cái sự việc đó thì hai vợ chồng chính thức ly hôn? Lúc đó là đã ly thân luôn, ly thân. Và anh ta không có về Việt Nam luôn, chính thức luôn. Có ra tòa về mặt pháp lý để xác thực là ly hôn không? Đó, anh ta chịu không, cứ để gì hoài. Tại vì nếu như mà không có, thậm chí có những cái cuộc hôn nhân á, mà khi đã ra tòa ly hôn rồi, đã có cái quyết định của thi hành án rồi thì người ta còn không thi hành án nữa kìa. Có rất nhiều người đàn ông rời khỏi một cuộc hôn nhân họ cũng không cấp dưỡng đâu, mặc dù là ly hôn gọi là thuận tình thuận lý. Còn đằng này anh ấy còn không chịu làm hồ sơ ly hôn, không chịu ly hôn mà cũng không chịu cấp dưỡng. Lúc đó là mình tự đơn thân ly hôn. Anh ta tệ đến nỗi mà điện thoại con cũng không hề gọi, 3 năm sau mới gọi. Lúc đó là thấy mình là đẹp đẽ, có địa vị, có này nọ thì lại muốn đầu quay về. Muộn rồi mà mình vẫn không cấm cản, mà để cho anh ta nói chuyện với con. Mình cũng muốn cho tình cảm cha con là bình thường, nhưng mà anh ta lại đầu độc. Anh ta không có điện thoại em con, người ta nói tao thấy mẹ mày tối ngày chụp hình với thằng trai này trai kia không. Thì tôi mới nói là nếu mà anh á, có tư tưởng như vậy, anh đừng bao giờ điện thoại con, anh không chu cấp cho con, anh không giáo dục con thì anh đừng có làm hư con điều gì đó. Từ lúc sau tôi chặn số điện thoại tới bây giờ. Là bao nhiêu năm rồi? Lúc đó là 3 năm, mà tính thời gian bên nay là cũng đã 12 năm. 12 năm. Dạ. Con mình bây giờ cũng đã lớn hết. Dạ, rồi. Cũng 12 năm. Thì phản ứng của các con với cái cuộc sống của ba mẹ con như thế nào hiện nay? Đứa trẻ giống như bây giờ nó cũng không cần cha. Tại vì lúc đó cha đi là còn nhỏ rồi, mà cha không điện thoại, không bên cạnh. Lúc đó nó chỉ nhớ là cha thôi. Thì giờ nó cũng đã quen cuộc sống là không có cha. Lúc đó là ly dị cũng được 4-5 năm. Thì nghe thông tin bên gia đình chồng á, thì không cưới con bé đó, vẫn ở như vợ chồng. Lúc đó là tờ giấy của mình cũng còn hôn nhân. Thì ở cô bé đó, có đứa con 2 tuổi thì cũng bỏ cô bé đó đi lấy một người khác cứ vậy hoài. Quay trở lại lịch sử một tí, trước khi anh ấy về Việt Nam và quen bạn, do là anh lớn hơn mình đến 17 tuổi thì anh cũng đã là một người có tuổi rồi. Thế thì cái tình trường của anh trước khi đến với mình nó như thế nào? Thì anh có một người vợ đó là người Philippines sống Mỹ, cũng có 4 đứa con ở đó. Mà người vợ đó thì đã bị ghim son cái mũi á, thì ra chết được 8 năm đó ảnh mới quay về gặp mình. Và ảnh cứ nói là con ảnh lớn rồi, muốn có một người cha để mà chăm sóc chủ về này nọ. Thì ảnh nói thôi, còn má chồng cũng nói như vậy. Thì mình cứ tin tưởng là ông chồng này ok. Và cái trận đánh nhau đó thì bạn cương quyết bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Thế thì lúc này khi mà ba mẹ của mình đồng ý cho mình ly hôn thì cái lý do của họ lúc này là gì? Bởi vì trước đây mình cũng đã từng khóc, mình cũng đã từng chia sẻ, mình cũng đã từng nói về một cái cuộc hôn nhân địa ngục. Nhưng mà ông bà ngoại vẫn không cho ly hôn. Không, lúc đó là mình giấu tất cả. Hôn nhân địa ngục là ông bà ngoại không hề biết. Tức nghĩa là trước mặt chồng mình là chồng mình một chàng rể rất là hoàn hảo, lo vợ thương con, chỉ có mình biết là địa ngục thôi. Thì khi mà mình nói là đánh mình như vậy có gậy nhỏ thì gia đình mình không chấp nhận, một người chồng vũ phu cũng ủng hộ mình điều đó thôi. Còn cái sự tấn công tinh thần trong cái khoảng thời gian 5 năm đầu hôn nhân thì bạn lại không chia sẻ với nhà ngoại. Đúng, không chia sẻ một cứ ai bạn. Vì sao bạn lại không chia sẻ khi mà mình rất muốn chấm dứt cái cuộc hôn nhân này? Bởi vì mình không muốn là cha mẹ mình phải bận tâm. Cuộc đời mình tự lựa chọn, khổ thứ này cũng do mình thì mình nên gánh chịu. Và có một cái là mặc cảm, tại vì bạn biết là hồi xưa lấy chồng Việt Kiều thì ai cũng tự hào, thì đi với bạn bè, mà giờ mình khổ vậy không lẽ mình nói nào mình kể cho bạn, mình thấy mất cỡ điều đó. Thành ra là nó bị uất hất là mình không thể nói ai ra, nó cứ nghẹn phải chi mà mình có một người mà để mình giải bài thì cái nỗi buồn hay cái ức chế mình cũng có thể giải tỏa được. Còn cái này là mình bị nén 5 năm. Vậy thì nhìn lại cái khoảng thời gian đó, bạn có nhìn thấy rằng là cái cuộc hôn nhân trong 5 năm đầu đó, vì mình tham danh vọng, vì mình bị dính mắc vào cái câu chuyện là mình phải giữ thể diện, vì mình đã lỡ xây dựng hình ảnh của một cô gái lấy chồng Việt Kiều vốn nó rất là trendy vào lúc đó, nên chính cái khát vọng đó mới là cái nó làm cho mình chết trong cái vũng lầy hôn nhân đó. Đúng, và mình cũng sáng suốt là mạnh dạn khi mà mình đã thôi. Mình nghĩ là khi một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa mở ra. Cái quan trọng là chỉ cần giá trị của chúng ta có thì không có lý do gì mà chúng ta không được sống tốt hơn, đúng không? Và đặc biệt một điều đó là chúng ta vẫn nuôi những cái kỳ vọng mà thực ra cái kỳ vọng đó nó lại do người khác thực hiện. Chẳng hạn như mình vẫn tin là trong 5 năm đó, một trong những lý do để nắm níu bạn vượt qua một cái sự hoang tưởng mà chồng tấn công mình liên tục như vậy là vì một cái cuộc đời mà mình đang nghĩ là nó đang đợi mình phía trước. Đó là cái cuộc sống sau khi mà mình rời khỏi Việt Nam. Có thể là thôi thì mai mốt rồi qua bên kia, nói chung. Và mình lại quên mất rằng là cái tương lai đó nó lại không phải do mình quyết, mà nó do một cái người khác quyết. Và cuối cùng đúng thật sự là ảnh không có làm điều đó cho bạn. Đúng. Ảnh đâu có nộp hồ sơ. Đúng lại, với lại lúc đó là mình nghĩ con mình còn nhỏ nữa, cái gì mình gắng chịu đựng. Chịu đựng vì con, hy sinh vì con. Bởi vì cái sai lầm của phụ nữ là chịu đựng và hy sinh, nó làm cho người phụ nữ thì nó thiệt thòi. Vậy thì cái gì sẽ làm cho chúng ta mạnh dạn nếu như mà lấy cái cuộc đời của bạn ra để làm ví dụ? Thì cái thời điểm mà bạn tìm lại cái sự mạnh dạn, cái thời điểm mà bạn cảm thấy không cần lo sợ về đời sống của ba mẹ con, cái thời điểm mà mình cảm thấy bây giờ cấp dưỡng cũng được, không cấp dưỡng không có sao, là cái thời điểm mà bạn có cái gì ở trong tay? Lúc đó bạn biết không, lúc đó là mình đi mượn nợ nha. Mượn nợ để tiêu xài, mượn bạn A, cái mượn B, lấy mượn B trả bạn A, mượn bạn C trả bạn A, bạn B, bạn C. Cái nỗi mượn người này hết người kia, mượn hết rồi xong tới mượn cho vay nặng lãi. Nặng lãi lấy tiền lãi nó trả xây vòng đến nỗi mà tối mình ngủ mình suy nghĩ là không biết giờ mình mượn ai để mình xoay sở. Lúc đó mượn nợ rất là nhiều nhưng mà rất là uy tín, mượn người này trả người kia mà càng ngày càng tăng lên. Trong vòng lúc đó là mượn ngập mặt luôn. Trời ơi, nợ tứ văn là lúc đó mình đã khóc á. Mình nghĩ là con gái lúc đó tiền mình xài không hết, cái địa vị và cái công việc của mình hào nhoáng, mà tự nhiên sao bây giờ mình rơi vào giống như là địa ngục. Lúc đó đúng năm 31 tuổi. Cái sau đó mình quyết định là đi làm công nhân, mà mình sợ là không biết làm được không. Từ nhỏ tới lớn là ăn học không mà chưa làm lao động. Cái mình đi làm trong một cái nhà máy công nhân của Nhật á, ở bên Đàn Lét á, thì làm máy móc không mà rất nhẹ, nhưng mà nó làm cho mặt mà mình bụi không mà. Đó mình gắng làm, khi có tiền đó thì cái tiền đó là mình trả đóng lãi. Bạn mình thì cứ nghĩ là mình vẫn giàu thì mượn tiền là bình thường, mượn hẹn tới ngày là trả đúng bình thường, thì mình lấy số tiền đó mình trả những cái lãi. Nhưng mà một cơ duyên đó là bạn mình á, nó kêu mình á bán một cái căn nhà cho nó dùm. Cái mình thì quan hệ rộng rãi mà, cái mình bán được. Lúc đó nó cho mình tiền 20 triệu mà mình không biết cái tiền đó là tiền gì nữa. Thế là mày bán được căn nhà đó thì tao cho mày hoa hồng thôi. Lúc đó mình không hiểu về bất động sản, mà cái lương duyên đó, từ đó sau mình làm nghề bất động sản suốt. Lúc đó là năm 35 tuổi, tự nhiên mình làm nghề bất động sản trong vòng chỉ 6 tháng thôi là mình trả hết nợ đó luôn. Từ đó tới sau là mình đã mạnh mẽ. Và có nghĩa là chúng ta thực sự chỉ mạnh mẽ khi chúng ta có được cái năng lực tự vận hành cuộc sống của mình thôi. Dạ, cái năng lực đó là câu chuyện mình tự quyết định được, mình có tài chính, mình tự tin trong nhiều mối quan hệ, mình biết cái giá trị của mình ở đâu. Ngày hôm nay có thể ăn không ngon nhưng mà tôi biết là tôi có tiềm năng để ngày mai tôi ăn ngon hơn, đúng không? Và cái việc là mình vượt qua cái nỗi khổ đó nó có cơ sở thì chúng ta mới không sợ hãi. Còn khi mà mình không có biết năng lực của mình là gì và cuộc sống của mình là do một cái người khác rót tiền vô, thực tế thì nó sướng không? Nói công bằng thì nó sướng, tại vì bạn không lao động mà. Bạn không lao động thì bạn sướng, nhưng mà sự bất an nó sẽ thường trực. Và bất cứ một cái biến cố nào đó nó xảy ra, nó không có hẹn trước với mình. Đêm mùng 1 Tết ai biết được, tự nhiên phải quýnh ngang. Mà có cuối cùng có quýnh được đâu, tàn bị quýnh nữa. Đúng không? Đúng. Đêm 30 Tết, cách đó 24 tiếng. Bạn đâu có biết là 24 tiếng sau mình phải chứng kiến một cái sự cay đắng nó đến mức độ như vậy trong chính cái ngôi nhà của mình. Cho nên biến cố nó ập đến bất ngờ. Và khi mà mình không có một cái cần câu nào hết thì cái việc mà mình bị ngã quỵ là chuyện cũng bình thường. Tính đến thời điểm này thì khi nhìn lại cái biến cố đời của mình như vậy trong hôn nhân thì giữa cảm ơn với lại là tiếc nuối thì cái nào nó sẽ nhiều hơn, bởi vì cả hai chắc chắn phải có, nhưng cái nào nhiều hơn? Mình sẽ cảm ơn. Tại vì cảm ơn vì người đàn ông đó đối xử mình không tốt, giúp mình cho mạnh mẽ. Mình cảm ơn đối xử mình như vậy, làm cho mình phải tự tin và mình có thể là sau này mình có thể có bị gấp lại là mình cảm thấy là bình thường, mình có thể giải quyết được. Mình không có sợ giông gió nữa. Dạ. Và đặc biệt là nhờ những cái biến cố vậy tự nhiên mình phát hiện ra là mình có tài deal bất động sản. Đúng dạ, không? Đúng rồi. Ok, vậy thì một cái câu chuyện nghe thì có vẻ nó rất là nhẹ nhàng, bởi vì cái sự va chạm của hai vợ chồng thì nó cũng không có đến cái mức là phải la làng lên dãy đành đạch, bởi vì mình đã thời điểm đó mình đã phải cố gắng để che đậy tất cả những cái sự cay đắng đó. Yeah. Chỉ có người trong cuộc mới biết được vấn đề nó như thế nào thôi. Vậy thì ngày hôm nay khi mà mang câu chuyện của mình tới đây với quý vị khán giả thì bạn có quyết định bật đèn không? Dạ không. Vì sao? Tại vì mình tôn trọng về gia đình chồng mình. Mặc dù là thôi chồng rồi nhưng mà gia đình chồng cũng nghĩ mình như là con dâu như vậy đó. Mình muốn chia sẻ đến với khán giả là mình muốn nói là người phụ nữ mình nên mạnh mẽ lên. Có suy nghĩ gì thì nên chín chắn giải quyết cho nó không đau, chứ mình đừng có gọi là cam chịu hy sinh. Mình mang đến một câu chuyện để chia sẻ nhiều hơn về những cái thông điệp đáng giá. Dạ. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn phải giữ những cái gì mà nó vẫn còn đang cần được gìn giữ, đúng không? Mối quan hệ với nhà chồng, sự trưởng thành của các con. Dạ. Và mình cũng cần được bình an nữa. Thực ra quý vị khán giả sẽ rất là thích những tập bật đèn, mình biết mà, chắc không? Comment đi, có comment liền cho tôi xác nhận đi là trời ơi với chị cái chị này chị bật đèn. Thì cái mọi người mình cũng thích những cái câu chuyện mà có bật đèn, bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta đầu tiên là tin tưởng nhau hơn ha. Cái thứ hai là cái sự dũng cảm của người phụ nữ đã được chứng thực sau một cái nỗi đau. Nhưng điều này không có nghĩa là không bật đèn thì nó có vấn đề, bởi vì mỗi người sẽ có một cái lựa chọn khác nhau, miễn là lựa chọn đó nó dẫn bạn đến một cái điểm kế tiếp, đó là sự hạnh phúc và bình an là được. Cho nên không có sao hết, mọi cái quyết định của khách mời đều sẽ được tôn trọng ở đây. Và mình tin chắc rằng là khán giả sẽ luôn luôn yêu quý chương trình. Và mọi người chắc cũng mệt rồi đúng không? Chúng ta cũng phải khép lại chương trình thôi. Chúng ta đành phải chào tạm biệt. Và nhớ đừng quên thứ ba tuần sau vào lúc 20 giờ mọi người nha. Xin chào. Cả hai cưới nhau sau 4 tháng yêu. Em biết Công Dũng được hơn 10 năm rồi. Sau 10 năm gặp lại, bao nhiêu lâu các em đám cưới? Khoảng 4 tháng. Tới 4 tháng lận. Và những câu chuyện dở khóc dở cười. Dũng cũng phụ chăm em bé, nhưng mà mỗi lần là thay bỉm là tự nhiên thấy ba đó mất tiêu. Em hơi rén anh à. Các bạn còn quá trẻ đi, bây giờ có con được. Em có tiếc vì đám cưới quá sớm không? Dạ không đâu anh, tại vì tụi em đang có kế hoạch có thêm đứa nữa. Thuận vợ thuận chồng với chủ đề Vợ chồng trẻ, được phát sóng trên kênh JET TV Show.